Em xin chào quý cô bác. Chào quý cô bác đã trở lại với kênh món chay của mẹ quê nha. Cũng như thường lệ thôi ạ, hôm nay em vào bếp để chia sẻ một món chay nữa cho quý cô bác tham khảo. Đó chính là canh măng. Vào những ngày trời mưa se lạnh như thế này, có một tô canh măng, có một ít ớt và gừng cay cay nữa, ăn cơm thì ngon vô cùng phải không quý cô bác? Và canh măng thì quý cô bác nấu với nấm hoặc là nấu với đậu hũ, chả chay đều được cả. Thôi không nói nhiều nữa, bây giờ quý cô bác vào bếp cùng làm với em nha. Hôm nay em sẽ nấu nhiều một chút vì nhà có khách. Đây là khẩu phần dành cho 6 người ăn. Em dùng 1 kg măng đã luộc qua nước sôi rồi nha quý cô bác. Và đây là măng tươi, măng nhà trồng luôn đó. Em cắt bỏ phần vỏ bên ngoài, sau đó thì cắt cho vừa ăn và luộc qua nước sôi. 50g nấm mèo, em đã ngâm nước cho nó nở mềm, rửa sạch và cắt nhỏ. 50g nấm đông cô, ngâm nước cho nở mềm. Và 200g bắp non. Để nấu chung với măng thì em dùng 300g thanh cua chay. Quý cô bác có thể dùng các loại chả chay hoặc là đậu hũ cũng được ạ. Không thể nào thiếu đó chính là ớt hiểm xanh. Ở đây em dùng khoảng 10 trái, 30g gừng và một bó sả. Quý cô bác có thể dùng sả cộng hoặc sả lá đều được ạ. 1,5 muỗng canh đường, 2 muỗng cà phê hạt nêm chay và 2 lít nước dừa tươi. Thêm một ít dầu ăn và nước mắm chay nữa. Nguyên liệu chỉ như vậy thôi ạ. Bây giờ thì cùng nấu với em nha. 2 lít nước dừa tươi và cộng thêm 1 lít nước lọc nữa là tổng cộng 3 lít nước. Giờ em sẽ cho gừng, sả và bắp non vào, sau đó thì nấu sôi lên. Món canh măng như thế này quý cô bác có thể dùng như một món lẩu, chúng ta để lên bếp cho nó nóng nóng. Có thể cho vào một ít rau cải như là cải ngọt hoặc là cải salad son hoặc là một ít bông bí. Và món lẩu này quý cô bác có thể ăn cùng với bún, rất là ngon luôn ạ. Trong thời gian chờ nước sôi thì em sẽ đi phi thơm một ít gừng và cho các nguyên liệu vào xào, gồm thanh cua chay. Thanh cua chay thì em sẽ cắt cho vừa ăn. Nêm vào một chút xíu đường và hạt nêm chay. Thêm một ít nước mắm chay nữa. Đảo đều một lượt thì em sẽ cho nấm đông cô vào luôn. Tiếp theo là em cho nấm mèo vào luôn ạ. Xào sơ cho các nguyên liệu thơm thôi. Tiếp theo là cho vào nồi nước để nấu nữa, không cần xào chín quá đâu ạ. Nồi nước đã sôi rồi nè. Bây giờ em sẽ cho các nguyên liệu đã xào vào nha. Ớt trái thì em cho vào. Tiếp theo chừa lại vài trái, em cắt khúc cho vào luôn. Món này là phải có ớt mới ngon nha quý cô bác. Giờ thì bắt đầu nấu thôi, không cần để nắp lại, cứ để như vậy và nấu. Quý cô bác có thể nêm gia vị trước hoặc là nêm sau đều được. Nấu khoảng 10 phút thì em cho măng vào. Măng em đã luộc chín rồi cho nên em nấu không quá lâu ạ. Cho măng vào khoảng 10 phút thì em tắt bếp, nêm nếm gia vị lại một lần nữa cho vừa ăn là hoàn thành rồi ạ. Món canh măng như thế này nấu rất là đơn giản phải không quý cô bác? Canh măng ngon là nhờ nước dừa, thứ hai nữa là vị cay nồng từ ớt. Măng vừa giòn vừa ngọt nữa. Húp thêm một nước lẩu vừa thanh vừa cay cay. Món này là ăn cơm hay là ăn bún đều ngon cả. Nấu xong rồi thì quý cô bác nêm nếm lại một lần nữa cho vừa ăn nha. Có thể nêm nước mắm chay nè hoặc là muối tùy theo khẩu vị và sở thích ạ. Món canh măng đã xong rồi. Rất nhanh gọn và đơn giản đã có một món chay ngon lành rồi phải không quý cô bác? Em xin chúc quý cô bác có những bữa chay thật là ngon miệng nha. Còn bây giờ video của em đã hết rồi. Rất cảm ơn quý cô bác nãy giờ đã bỏ thời gian theo dõi video của em nhé. Cảm ơn rất là nhiều. Quý cô bác nhấn nút đăng ký kênh để xem món ăn chay mỗi ngày nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.